VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Nhỏ gọn, sang trọng, mạnh mẽ là những thế mạnh tạo nên dòng loa vệ tinh 868. Vậy con âm thanh từ dòng loa này như thế nào? Hãy cùng VDA tìm hiểu tiếp nhé. Wow, các bạn vừa được nghe âm thanh thực tế từ dòng loa vệ tinh 868 thực sự. Đừng rời màn hình nhé, hãy xem dòng loa vệ tinh 868 này còn điểm gì đặc biệt. Loa vệ tinh 868 có kích thước nhỏ gọn, dễ dàng bố trí ở mọi không gian. Với màu đen mạnh mẽ càng toát lên được sự quyền lực, sang trọng nhưng không kém phần mềm mại và uyển chuyển với những cạnh viền bo tròn. Về chất lượng âm thanh, vệ tinh 868 có 3 điểm nổi bật. Thứ nhất, phù hợp với nhiều dòng nhạc khác nhau, có thể hát karaoke và nghe nhạc. Khi test thử loa tại phòng thử tiêu chuẩn của VDA và thay đổi nhiều loại nhạc khác nhau, chúng tôi nhận thấy rằng loa vệ tinh 868 hợp đánh đều với nhiều thể loại nhạc nhưng không xuất sắc ở một thể loại nhất định nào đó. Có thể thấy loa vệ tinh 868 thuộc kiểu loa đa năng chứ không phải dạng chuyên về một loại như Bose hay là JBL. Thứ hai, không rè loa khi chơi nhạc với công suất lớn. Điểm sáng của loa karaoke vệ tinh 868 là loa có thể đánh bass chắc và sâu dù chưa cần bật hết cỡ âm lượng. Trong không gian phòng 25m² trở xuống, khi không dùng set âm bass cho ra từ vệ tinh 868 vẫn đủ để thỏa mãn người nghe. Khi thử chơi nhạc với công suất lớn, vẫn thấy vệ tinh 868 làm tốt mà không hề bị rè. Thứ ba, tiếng chép trong trẻo, tiếng mic rõ ràng, hát karaoke không bị đuối. Nếu giọng hát của bạn ở ngoài chỉ được 5 điểm thì qua loa này cũng phải được 7-8 điểm. Nhờ tiếng chép trong trẻo, tiếng mic rõ ràng, động ca trầm lắng đến điệp khúc cao trào đều nghe rất đã tai và cảm xúc. Và tuyệt vời hơn, với mức giá là 7 triệu đồng cho dòng loa vệ tinh 868, chắc chắn sẽ không làm bạn phải thất vọng. Nếu bạn đã yêu thích dòng loa mạnh mẽ và sang trọng này thì đừng chần chừ, hãy đến ngay hệ thống showroom gần nhất của VDA để test thử sản phẩm miễn phí. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ vào số hotline 0902 799 186. Và đừng quên like và subscribe cho kênh của VDA để đón xem nhiều video khác nhé.